Chào mừng các em đến kênh thầy Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 2, bài 37 sức kết nối tri thức của cuộc sống nha. Trong xin bài giảng của thầy Liêm không thấy quảng cáo, các em xem phát quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bắt bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học bài 37 tiết số 2 nha. Giờ mình sẽ làm câu số 1 trước. Câu A: viết phép cộng các số hẹn bằng nhau thành phép nhân theo mẫu. Như vậy ở đây người ta cho phép cộng, mình sẽ chuyển thành phép nhân theo mẫu nha. Giờ như vậy là cột đầu tiên là phép cộng, mình có là 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2. Mình thấy là có bao nhiêu số 2 cộng lại? 4 số 2 cộng lại. 4 số 2 cộng lại thì bằng 8. Như vậy 4 số 2 thì mình sẽ chuyển thành phép nhân chính là 2 nhân 4 nha. Như vậy kết quả của mình sẽ là 2 nhân 4 bằng 8. Giờ trong dòng tiếp theo mình xem có bao nhiêu số 2 cộng với nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 số 2 cộng với nhau thì sẽ bằng 12. Như vậy là 6 số 2 cộng với nhau thì mình sẽ biến thành phép nhân chính là 2 nhân 6 nha. Như vậy là 2 nhân 6 sẽ bằng 12. Đúng rồi. Giờ dòng tiếp theo mình xem có bao nhiêu số 2 cộng với nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 số 2 cộng lại với nhau sẽ bằng 16. Như vậy là mình sẽ biến thành phép nhân chính là 2 nhân 8, đúng không? Như vậy là 2 nhân 8 sẽ bằng 16 nha. Giờ như vậy là mình xong câu 1A nha. Giờ câu A có em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm click video không? Thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là câu B. Mình sẽ viết phép nhân thành phép cộng các số hẹn bằng nhau theo mẫu nha. Giờ mình sẽ quan sát mẫu. Như vậy ở đây mình sẽ có một bảng gồm hai cột. Cột thứ nhất là phép nhân, cột thứ hai là phép cộng tương ứng với phép nhân đó. Như vậy là 2 nhân 5 bằng khi bằng 10. Như vậy là 2 nhân 5 thì mình sẽ biến thành phép cộng chính là 5 số 2 cộng với nhau. 5 số 2 cộng với nhau thì sẽ là bằng 10, đúng không? Dòng tiếp theo thì 3 nhân 6 bằng 18. Như vậy là 3 nhân 6 thì mình sẽ biến thành phép cộng chính là 6 số 3 cộng với nhau nha. Giờ 6 số 3 cộng với nhau. Giờ như là 6 số 3 cộng với nhau cũng bằng 18, đúng không? Giờ dòng tiếp theo thì 4 nhân 5 thì bằng 20. 4 nhân 5 thì bằng 20. Thì phép nhân là 4 nhân 5 thì mình sẽ biến thành phép cộng chính là 5 số 4 cộng với nhau. 5 số 4 cộng với nhau nha. Như vậy 5 số 4 cộng với nhau sẽ bằng 20, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm nút hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ bài tiếp câu số 2. Câu số 2 mình sẽ nói theo mẫu nha. Tìm số chân của mỗi nhóm các con vật. Giờ mình sẽ tìm số chân của mỗi nhóm các con vật nha. Như vậy là nhóm đầu tiên thì mình thấy là có bao nhiêu con thỏ. Mình thấy là có tất cả là 6 con thỏ. Mỗi con thỏ sẽ có bao nhiêu chân? Mình thấy là có 4 cái chân. Như vậy là mình muốn tính tổng số chân của nhóm này thì mình sẽ lấy 4 nhân cho 6. Như mình sẽ nói hình này với là phép tính chính là 4 nhân 6. 4 nhân 6 bằng 24. Như vậy nhóm này có tất cả là 24 cái chân. Giờ mình sẽ quan sát nhóm này. Thì mỗi con bọ thì sẽ có bao nhiêu chân? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mỗi con bọ thì sẽ có 6 chân. Bao nhiêu con bọ? Mình thấy là có 4 con bọ. Như vậy mình sẽ tính số chân ở nhóm này thì mình sẽ lấy 6 nhân 4. Giờ mình sẽ nói hình này với phép tính 6 nhân 4 nha. Giờ như vậy là 6 nhân 4 sẽ bằng 24. Như vậy nhóm này sẽ có 24 cái chân. Giờ bây giờ mình sẽ quan sát hình ở nhóm này. Mình thấy là mỗi con nhện này thì sẽ có bao nhiêu chân? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái chân. Mình thấy là có 2 con nhện. Như mình sẽ tính tổng số chân thì mình sẽ lấy 8 nhân cho 2. Như mình sẽ nói hình này với phép tính chính là 8 nhân 2. Giờ mình sẽ nói lại.
Mình sẽ nối cái hình này với phép tính là 8 nhân này. Được không nè? Giờ mình sẽ quét xác hình ở nhóm này thì mình thấy là có 3 con bọ rùa. Mỗi con bọ rùa sẽ có bao nhiêu chân? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như mình sẽ lấy tính số chân, tổng số chân thì mình lấy 6 nhân 3. Giờ như mình sẽ nối hình này với lại phép tính 6 nhân 3 nha. Mình sẽ nối cái hình này với phép tính 6 nhân 3. Như vậy là 6 nhân 3 thì bằng 18. Như vậy là nhóm này có tất cả là 18 cái chân. Tiếp theo mình sẽ quan sát hình ở đây. Nhóm này thì mình thấy là có 5 con gà, mỗi con gà là sẽ có là 2 cái chân. Như vậy mình sẽ tính số chân thì mình sẽ lấy 2 nhân cho 5. Giờ mình sẽ nối hình này với lại phép tính 2 nhân 5 nha. Giờ mình sẽ nối hình này với phép tính là 2 nhân 5. 2 nhân 5 bằng 10, như là nhóm này sẽ có 10 cái chân, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 mình sẽ tính theo mẫu nha. Như vậy mình sẽ quan sát mẫu trước. 3 nhân 4. Như vậy là 3 nhân 4 thì mình sẽ biến thành các cộng, chính là 4 số 3 cộng với nhau. 3 cộng 3 thì bằng 6. 6 cộng 3 bằng 9. 9 cộng 3 bằng 12. Như vậy là kết quả sẽ bằng 12. Vậy mình kết luận là 3 nhân 4 sẽ bằng 12. Đúng không? Giờ tương tự dưới đây. Câu A. Mình sẽ có phép tính là 5 nhân 3. Giờ phép nhân mình sẽ biến thành phép cộng. 5 x 3 thì mình sẽ biến thành chính là 3 số 5 cộng lại nha. 5 cộng 5 cộng 5. Như vậy 3 số 5 cộng lại thì bằng bao nhiêu? 5 cộng 5 thì bằng 10. 10 cộng 5 thì bằng 15. Như kết quả ở đây sẽ là 15. Vậy mình kết luận là 5 x 3 sẽ bằng 15. Giờ tiếp theo là câu B, 3 nhân 5 thì bằng bao nhiêu? Như vậy 3 nhân 5 thì mình sẽ biến thành phép cộng của 5 số 3 cộng lại. Giờ mình sẽ lấy 5 số 3 cộng lại nha. 5 số 3 cộng lại sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm. 3 cộng 3 bằng 6. 6 cộng 3 bằng 9. 9 cộng 3 bằng 12. 12 cộng 3 bằng 15. Như kết quả sẽ là 15. Vậy mình kết luận là 3 nhân 5 sẽ bằng 15. Tiếp theo là câu C, 6 nhân 3 bằng bao nhiêu? 6 nhân 3 bằng bao nhiêu thì mình sẽ biến thành phép cộng trước. 6 nhân 3 thì sẽ bằng là 3 số 6 cộng lại nha. Như là 6 cộng 6 cộng 6. 3 số 6 cộng lại bằng bao nhiêu? 6 cộng 6 thì bằng 12. 12 cộng 6 thì bằng 18. Như kết quả ở đây là 18. Vậy mình kết luận là 6 nhân 3 sẽ bằng 18. Đúng không? Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nhé. Giờ tiếp theo là câu số 4. Mình sẽ điền số vào ô trống nha. Giờ ở đây mình sẽ có một bài toán. Mỗi con bọ rùa sẽ có 6 cái chân. Hỏi 3 con bọ rùa có bao nhiêu cái chân? Như vậy là mỗi con bọ rùa 6 chân. 3 con thì mình sẽ tính số chân bằng cách lấy 6 nhân 3. Đúng không? Như vậy là bài giải của mình sẽ là số chân của 3 con bọ rùa có là. Số chân của 3 con bọ rùa có là mình sẽ lấy 6 nhân 3. Chỗ này mình sẽ viết số 6 nha. 6 x 3 thì bằng bao nhiêu? 6 x 3 thì bằng bao nhiêu mình đã tính ở trên giờ đúng không? 6 x 3 thì bằng 18. Như vậy chỗ này mình sẽ viết số 18. Như đáp số của lên mình sẽ là 18 cái chân. Giờ như là mình xong câu số 4 nhé.
Giờ cô sẽ bấm cái nào có kết quả giống như thầy. Các em có thể bấm nút hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giảng thì bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nhé, càng nhiều bạn xem càng vui. Giờ hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.